Vâng, xin được cảm ơn em đã quay lại với chương trình Đồng hành cùng Phim Mobile. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em kiếm huyền thoại Peter Smeichel cũng như là rank up một số cầu thủ của mình. Thì những cái chat đầu tiên thì khá là đơn giản rồi, thì mình sẽ không hướng dẫn lại nữa. Thì với là ba cái chat đầu tiên thì các bạn có thể tham khảo lại ở những video trước như là video lấy Manini. Tiếp theo là chat thứ tư thì chúng cần 7 cầu thủ đang mặt và một số cầu thủ trên lên. Thì hiện tại cái event mới thì nó cho chúng ta một số cầu thủ free rất là ngon. Đây, đây mình có thể xem trong đây. Đây chúng ta có Sakna, chúng ta có Power. Ngoài ra thì chúng ta cần đây. Còn Delaney cũng là người đang mặt. Rodrigo. Nên là các bạn có thể mua được các cầu thủ 7 của Đan Mạch, sau đó chúng ta trend lên là vừa đậu được. Ở đây thì mình sẽ chủ yếu là mình hướng dẫn anh em chắc cuối thôi. Thì như anh em đã thấy thì chúng ta cần là một team over 86, 11 cầu thủ đúng vị trí và 3 cầu thủ Manchester United. Thì so với những cầu thủ icon khác thì icon của Smeichel khá là dễ lấy. Ở đây thì mình đã tận dụng con Sakna từ event. À, ngoài ra thì mình còn tận dụng được Ferdinand và Varane. Thì nếu mà bạn không có Ferdinand hoặc Varane, bạn có thể sử dụng con CB88 từ event nó cho. Ở đây thêm 3 vị trí của Manchester thì mình đã lựa chọn là Lukaku, Fellaini và Danny Blind. Đây, Lukaku thì các bạn có thể ra mua ở ngoài chợ. Fellaini thì mình và Blind thì mình mua những con 7x và trend lên. Thì do cái event mới nó cũng cho ta rất nhiều XP nên việc trend này cũng khá là dễ dàng. Vị trí tiền vệ trái mình chọn Perisic từ bảng cam và trend lên 84. Thì Power thì miễn phí rồi. Và thì sau việc trend lên so với việc mua trực tiếp sẽ là hiệu rẻ hơn vì giá cầu thủ hiện tại đang rất là cao rồi. Về thủ môn thì nếu các bạn thì mình đã tận dụng luôn con Ultra từ event trước, nếu bạn không có bạn có thể ra mua 189 thì giá đó là khoảng 1 triệu thôi. Đây tiền đạo thì mình sử dụng con Paco Alcacer này miễn phí luôn. Và cái team này là team 442, đây là cầu thủ cũng khá là dễ kiếm. Vâng, và mình đã lấy được huyền thoại Peter Smeichel. Nên bây giờ mình sẽ tiến hành random một số cầu thủ của mình luôn. Mình sẽ random cho hai tiền đạo Boateng. Thì rank 2 thì chúng ta cần một cầu thủ over 91 cho mình các Van Persie, một cầu thủ 96 Van Persie và một cầu thủ đất rank 2. Xong Boateng mình rank 2, giờ mình sẽ rank tiếp rank 3. Rank 3 là cần một cầu thủ 92, 97, một cầu thủ đất. Đây như vậy ba toan của mình đã lên ram 3. Tiếp theo ram 4 chúng ta cần một cầu thủ 93. Đây mình sẽ để nát bi một cầu thủ đất, một cầu thủ 98. Đây mình sẽ chọn thêm hai huy nguyên. Rồi đâu ra lên rank 4 sao. Vậy thì điều kiện để lên rank 5 là gì? Ở đây chúng ta sẽ cần thêm một cái token mới, một cầu thủ 94 và một cầu thủ 99. Đây, tiếp theo mình sẽ rank thêm một cầu thủ nữa, đó là Goncalo Guedes. Thì cũng tương tự chưa có đất ra chợ mua thêm đi đắp đây. Đất của quê đất khá rẻ.
Okay, mình sẽ quay trở lại. Đây, một cái thử đất, một thử 91, một cái thử 96 này. Thì Heron 3 là một, tương tự là một cái thử 92, 97, một cái thử đất. Mình làm tiếp Ram 3 luôn, một cái thử đất Calendron SC. Vậy quay đất cũng ra lên Ram 4. Như vậy là mình đã có hai cầu thủ Ram 4 là Vedes và Vate. Vâng, và xin cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em vào những video tiếp theo.